phong lá đỏ Nhật Bản. Cái dòng này thì mình chơi tiểu cảnh rất là đẹp, và cây này thì đặc biệt là nó là dễ chăm sóc, lá đỏ liên tục quanh năm luôn nhé. Xin chào tất cả quý chị thân mến, nhà vườn Khánh Võ sẽ giới thiệu đến quý khách hàng về dòng chơi cây cảnh vừa đẹp vừa độc lạ vừa mang yếu tố phong thủy may mắn, mang tên là phong lá đỏ Nhật Bản. Cây này thì có nguồn gốc từ Nhật Bản nha quý anh chị. Bên nhà vườn Khánh Võ thì về từ lúc Tết và đã thuần ở tại Việt Nam đã được 6 tháng rồi. Cái dòng này thì mình chơi tiểu cảnh rất là đẹp, và cây này thì đặc biệt là nó là dễ chăm sóc và phát triển rất là nhanh ở tại Việt Nam luôn. Những cái cây này kích cỡ tầm cỡ 80 cm, thân gốc rất là ổn định và được nằm trong cái bầu nhỏ như này, dễ vận chuyển trên toàn quốc. Quý anh chị mình về thì mình sẽ, nếu mình trồng chậu thì mình thay ra chậu, một cái chậu thật là đẹp. Cây này có thể tạo dáng bonsai được nè, lá đỏ liên tục quanh năm luôn nhé. Cái dòng này thì dòng chịu nhiệt, quý anh chị mình để ngoài nắng thì nó càng nắng nó càng đỏ. Bên em về nó tầm nhiều kích cỡ lắm, như kích cỡ này thì tầm khoảng 1 triệu một cây, cỡ nhỏ hơn thì tầm khoảng vài trăm ngàn đó. Những cái kích cỡ này nhỏ hơn nè là vài trăm ngàn nè. Nhà vườn Khánh Võ có giao hàng cây trên toàn quốc. Hotline 0962347777, địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.